thì là đưa các đầu môn cảm xạ điện cho mình. Tôi thì theo tổ trưởng bảo là phải làm một cái bản báo cáo để xét kết quả, chứ không ngờ rằng đến hôm nay thì được báo cáo. Cho nên là tôi xin phép các vị là gửi cho tôi một năng lượng cảm xạ để tôi khỏi run. Nói chung vận dụng kiến thức cảm xạ học vào đời sống, tôi làm được nhiều việc. Dưới đây xin báo cáo hai sự việc. Thứ nhất, khám và chữa bệnh bằng cảm xạ. 6 giờ sáng 30 ngày 14 tháng 3 năm 2000, người bệnh là Triệu Thị Tuyến, sinh năm 1941, xin khám bệnh. Triệu chứng: choáng, đau đầu, đang nằm mà ngồi dậy thì như muốn ngã, hoặc là đang ngồi mà nằm xuống không vậy, đầu đau, không ngủ được. Khám dùng biểu đồ ở trang 201 Cảm xạ học và đời sống, kiểm tra thì thấy nhịp tim 85, nhiệt độ 36/8, huyết áp 93/135. Thấy không có triệu chứng cảm xúc hoặc là do huyết áp cao mà đau đầu, cho nên tiếp tục dùng biểu đồ bộ phận nào của cơ thể bị bệnh, trang 202 Cảm xạ học và đời sống để khám. Sau khi nâng khí quán tưởng, xin cho tôi biết một phần nào của người bệnh này bị bệnh. Lắc Thạch Anh dao động thuật 25 vòng, dừng lại và chỉ vào cung hệ tuần hoàn. Hệ tuần hoàn rất nhiều bộ phận và phức tạp, biết nơi nào bị bệnh đấy. Tôi đã sử dụng biểu đồ chỉ nguyên nhân gây đau đầu, kèm theo đây cái này của ông Nguyễn Bình Phương, có ghi về chứng trạng của các bệnh. Tôi đã sử dụng biểu đồ chỉ nguyên nhân đau đầu để tìm. Sau khi lắc chuyển động thuận chiều 25 vòng thì chỉ vào cung bệnh tim mạch. Sau khi biết bệnh rồi, tôi dùng biểu đồ 205 Cảm xạ học đời sống, có mức độ bệnh thì lắc chỉ vào cung 4/6 ở cung bình thường, có nghĩa là chỉ 2 cung nữa thì bệnh sẽ bơm vào cung nguy hiểm. Cách điều trị: lần đầu tiên tôi dùng biểu đồ điều trị bằng ngũ hành tạng thì lắc quay tròn rồi đứng yên, không chỉ vào cung nào cả. Tôi tiếp dùng biểu đồ điều trị tâm hỏa ở trang 225 Cảm xạ học và đời sống, cũng được kết quả lắc tương tự. Đến đây không biết làm cách nào, tôi đành phải dùng con lắc để lên bàn tay của người bệnh, còn một tay đặt vào cổ tay của người bệnh và hỏi: điều trị bằng truyền cảm năng lượng màu sắc qua các huyệt và luân xa có được không? Lắc quay thật rất nhanh. Vì cũng biết và học về năng lượng sinh học, bấm huyệt chữa bệnh, cho nên tôi lần lượt chọn đặt 5 đầu ngón tay vào giữa huyệt cảm trung, tức là luân xa 9, xoay theo chiều kim đồng hồ và dùng nắp hỏi: dùng cách này có chữa được cái bệnh này không? Quả nắp quay thật. Tôi dùng hỏi tiếp: mỗi một lần chữa 3 phút được không? Nắp quay ngược. 5 phút được không? Nắp quay thật. Đặt tay lên huyệt kỳ môn và hỏi: có cần đưa năng lượng vào huyệt này không? Nắp quay thật. 3 phút có được không? Nắp quay thật. Đặt cả bàn tay lên vùng lưng giữa luân xa 4 và chạy về phía bên trái một đi phía bên trái tim và hỏi: có cần truyền năng lượng 7 màu vào khu vực này không? Lắc quay phẳng rất nhanh. Tiếp tục hỏi thời gian 5 phút có được không? Lắc quay ngược. 8 phút có được không? Lắc quay phẳng. Và cứ cái phát đồ điều trị như vậy. Sau đó tôi còn hỏi thêm một số việc nữa, kể cả tâm du thì lắc đều quay ngược. Tôi đặt tay lên cổ tay của người bệnh và hỏi: có cần thêm đưa năng lượng vào huyệt nào nữa không? Thì đáp quay ngược. Tôi đã chữa bằng cách này ngày 2 lần trong 2 ngày. Bệnh có thuyên giảm nhưng vẫn không khỏi hẳn. Chiều ngày 15 tháng 3 năm 2000, sau khi chữa xong, tôi dùng nắp hỏi: chữa bằng cách này có thể khỏi được bệnh này không? Thì đáp quay ngược. Tiếp tục chữa bằng cách này và kết hợp uống thuốc nữa có phải không? Thì đáp quay phẳng rất nhanh. Tôi yêu cầu ngày mai bệnh nhân phải đi khám và xin đơn thuốc. Sáng ngày 16 tháng 3 năm 2000, bệnh nhân đã đến 28 điểm Biên Phủ để khám, lấy đơn thuốc, và người khám là bác sĩ Nguyễn Thị Chính, trưởng khoa tim mạch bệnh viện Việt Xô, và cho đơn thuốc tương đối là nhiều tiền. Tôi đã tiến hành thử từng loại thuốc cảm xạ thì được kết quả riêng với thuốc Vastaren 20mg ngày phải uống 4 viên chia làm 2 lần, mà trong khi đó đơn chỉ cho 2 viên ngày. Bệnh nhân kêu lên một cái này thì chết mất không được đâu, bệnh viện đã chỉ cho uống 2 viên mà ông bảo uống 4 viên. Các thuốc khác thì đều được nắp thuận. Ngoài đơn thuốc trên đây, cứ mỗi một ngày khi bệnh nhân thấy người mệt thì phải dùng một viên nifehesan reta. Khi huyết áp tăng, bệnh nhân hỏi trong thời gian chữa bệnh có cần uống thuốc này không. Tôi đã lấy thuốc và thử. Bệnh nhân cũng cần phải uống thuốc này, không thì đã quay ngược. Tôi đã yêu cầu bệnh nhân uống thuốc đúng như chỉ định và tiếp tục chữa bằng cảm xạ kết hợp với uống thuốc. Bệnh thuyên giảm dần cho đến sau 10 ngày thì bệnh khỏi. Từ đó cho đến nay bệnh choáng không xuất hiện nữa. Tuy vậy cho đến nay thì chúng tôi đã tiếp tục tìm bằng con lắc và con lắc thạch anh, anten và cái áp phát giải phóng người thì đã tìm được bệnh cụ thể. Nguyên nhân đích thực của cái bệnh của người này là do động mạch vành trái bị bệnh, và hiện nay chúng tôi đang chữa bằng sung với vẻ dịch và quả lắc thạch anh. Đương nhiên là cái quả lắc khối lượng nó to hơn, nó có đầu nhọn để cái lực nó tốt hơn thì sang cái viên giải. Trước đây người này cứ mỗi ngày phải uống một viên trợ tim và một viên huyết áp, thì hiện nay có khi hàng tuần không phải dùng viên đó. Chúng tôi đang tiếp tục sẽ có dịp để báo cáo tiếp từ bệnh nhân này trong. Thứ hai, dự đoán kết quả bóng đá Euro năm 2000. Đến ngày 26 tháng 6 năm 2000, sau khi đã biết được 4 đội vào bán kết để tranh chức vô địch châu Âu, mấy đứa cháu của chúng tôi và đứa bạn đã viết phiếu dự thi gửi đi. Lúc này tôi vẫn cam đoan với các cháu là đội Ý sẽ vô địch và mách cho các cháu là lên dự đoán là đội Ý vô địch. Ngày 27 tháng 6 khi vào bán kết biết Bồ Đào Nha gặp Pháp, Hà Lan gặp Ý, tôi nảy ra một ý định sử dụng cảm xạ dự đoán xem sao, và tôi đã tự tạo ra 2 sơ đồ đội vô địch và đội sẽ thắng. Thì sơ đồ thứ nhất với khung vòng tròn được chia ra 4 góc, góc là Bồ Đào Nha, Pháp, Italia và Hà Lan. Với cái sơ đồ thứ hai thì tôi chia thành 6 góc. Tôi có ghi những cái tỷ số vào đây. Thắng ở 2 hiệp chính chênh lệch 1 trái, thắng bằng bàn thắng vàng ở hiệp thứ nhất, thắng ở 2 hiệp chính chênh lệch 2 trái, thắng ở bàn thắng vàng hiệp thứ hai, thắng ở 2 hiệp chính với trên này 3 trái, và thắng bằng đá luân lưu 11 m. Vào khoảng 17 giờ ngày 27 tháng 6, tôi ngồi tĩnh tâm trong một phòng riêng, nâng khí dùng con nắp phải canh với sơ đồ 1 quán tưởng và hỏi xin cho tôi biết đội nào sẽ vô địch Euro năm 2000 trong 4 đội này. Lắc quay toàn chiều ở tâm của nửa vòng tròn tương đối đâu, thì tôi không đến không nhớ bao nhiêu vòng, rồi chỉ vào khung đội Pháp. Tiếp theo đó tôi đặt lắc lên sơ đồ 2 quán tưởng và hỏi xin cho tôi biết đội vô địch Euro 2000 thắng theo chỉ số nào trong các chỉ số này. Lắc quay thuật ở tâm 55 vòng lần này thì tôi đến, rồi chỉ vào khung bằng bàn thắng vàng ở hiệp phụ thứ nhất. Sáng hôm sau tôi công bố với mọi thành viên trong gia đình và bảo mấy đứa cháu hãy viết lại phiếu đi theo dự đoán này. Thì chúng nói đừng hòng ông ơi, đội Pháp đội Ý có một đội phòng thủ mạnh lắm, không thể nào thắng nổi đâu, đội Ý sẽ vô địch, nếu không thì ông cháu tạm cược. Tuy vậy tôi vẫn chưa tin lắm để kinh nghiệm xem sao mà và thứ xem mức độ nhạy cảm về cảm xạ của mình đến đâu. Và lại đội Ý là đội sẽ phải gặp đội chủ nhà Hà Lan rất mạnh, lại vừa thắng đội Nam Tư 6-1 thì Ý khó lòng bỏ qua được Hà Lan. Cho nên có thể cái dự đoán về cảm xạ học sẽ đúng. Tới đây mỗi khi vào trận bán kết đó là Hoàng cả nhà, nhất là tôi nhảy lên và gieo hò một cách sung sướng. Được thể tôi khẳng định mạnh mẽ Pháp sẽ vô địch bằng quả thắng vàng ở hiệp phụ thứ nhất. Cảm xạ học cơ mà, đừng có thừa. Khi hiệp phụ thứ nhất được 7 phút thì một người Pháp bị đau trận đấu trở lại. Sau khi tiếp tục 13 được bảo hay là hiệp phụ thứ nhất định.